vị trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ phần ấn tượng của hai bạn như thế nào? Gia Linh trước đi nè. Đến bây giờ thì chàng trai mà em cảm thấy ấn tượng nhất là anh Duy. Ồ, ở vị trí số 4, chúc mừng. Ca sĩ với nhau đúng không? Dạ. Hát hay cái khoái. À, Dung, em vẫn giữ nguyên tần số của mình là Duy Chính số 2. Dạ, vẫn giữ rung động ngay đầu. Tần số là số 2. Bây giờ mời hai em bước lên đây, quay lại và hãy tin vào gia đình nội ngoại của chúng tôi hai bên, ha. Ví dụ như thấy ai đẹp là em nó sẽ vỗ tay, hoặc là ai cảm thấy an tâm trên con đường sau này, ha. Mời hai em đứng lên, quay mặt lại. À. Lắng nghe ý kiến khách quan đến từ mọi người nha. Cho tôi xem ba hình ảnh thật. Coi nội ngoại hai bên của tôi nè. Số 2 sao? Chàng trai ở vị trí thứ 3 là Trung Hậu thì sao nào? Còn vị trí thứ 4, anh Duy. Chà, làm như anh Duy được ủng hộ quá trời là tại vì chắc ca sĩ nãy hát được lấy lòng đúng không? Dung trước đi, em có thay đổi vị trí không? À, dạ không ạ. Dạ không. Gia Linh, em có thay đổi không? Dạ không. Trời ơi, nó kiên định quá. Tần số rung động tới ai người đó phải chịu tôi đúng không ạ? Mời tắt màn hình và mời hai em gái đẹp về chỗ. Xin mời gặp gỡ anh chàng Hậu ở vị trí số 3. Xin mời Trung Hậu. Đây, anh chàng Trung Hậu với dung nhan thật sự của mình. Dấu chấm kết của mối tình đầu, đó là vào một ngày đẹp trời. Anh nói anh không thể cố gắng được nữa, em bỏ lỡ anh rồi. Dấu chấm lửng của nhân duyên gặp gỡ ngày hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời đấy chứ. Em ngỏ lời, chúng mình làm bạn anh nhé. Anh bỏ lỡ em rồi. Đẹp trai phong độ, không có rung tần số này. Hoàng còn 6 đứa em ở nhà, hai bên. Ủa liền, hello. Không cần 60 bạn ngồi đây, đợi em ngoài bãi giữ xe sao? Dạ, em cảm ơn chị Việt Hương. Dạ, em biết ai là Dung, ai là Linh không? Nghĩ Dung bên đây. Linh dạ, đây. Linh bên này, đúng rồi, em về đúng rồi. Ừ, về đúng. Không có rung được cái tần số. Tình yêu nó phải có duyên, cái tần số nó rung. Cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành đạt trong công việc của mình, và đặc biệt là tìm thấy tần số tình yêu thật hợp của mình trong tương lai. Tạm biệt Hậu. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào vòng tiếp theo được mang tên Bí mật của nàng. Trong điện thoại cá nhân của mỗi người đẹp thì họ sẽ có nội dung như thế nào? Xin mời, bây giờ chúng ta tìm hiểu về nội dung Gia Linh trước đi. Cho coi hình đi, tôi khoái coi hình nè. Hình ăn chắc là hình đi diễn nhiều lắm nè. Ê, con mèo. Mèo không? Em có bao nhiêu con mèo nè? Em trên 6 con. Duy ơi. Dạ, em nghe chị. Em ơi, em có quyền hỏi nghe, người ta nuôi 6 con mèo đó. Ta về ta lo nuôi mèo, không có nuôi em à. Em nuôi người ta cho. Rồi con 6 mèo này sao? Dạ được, em nuôi được. Anh hỏi em một câu được không ạ? Là em có kỷ niệm khi đi hát nào mà đáng nhớ nhất với em không? Kỷ niệm đi hát của em thì nhiều, nhưng mà để đáng nhớ nhất là em bị bệnh viêm phổi cấp tính nặng. Wow. Em phải chữa bệnh phổi đấy trong vòng 11 tháng. Và bây giờ sức khỏe đã ổn hơn rồi chưa? Dạ, giờ sức khỏe rất ổn. Bây giờ mình xem qua điện thoại của Dung đi. Con gái thường là mình hay thích coi hình nè, gia đình nè, ăn uống nè, với lại mẹ ăn sao nè. Em có thể cho tụi chị xem được không Dung nha? À, dạ được rồi. Cái hình ảnh em đi làm. Đẹp quá. Bạn Dung có những cái ghi chú gì thú vị không? Đa số là ghi chú của em về những cái ngôn tình đánh dấu nhắc nhở cho bản thân mình để mình mạnh mẽ, mình phấn đấu trong cuộc sống hơn. Hoàng cảm nhận là giống như bạn đang tự an ủi mình vậy đó, tự nói chuyện với một mình á. Dạ đúng rồi, và em cũng hay có thói quen là đi cà phê một mình. Hai bạn cầm hai cái điện thoại của hai bạn nữ ngoài đây. Chúng tôi mời các bạn giải lao trong vòng ít phút.